quý đồng nghiệp tập trung để mình tiếp tục đánh giá ca thứ hai ha. Đây là hình ảnh 4 buồng. Tiếp theo là chúng ta thấy là một cái tỷ lệ tim trên lồng ngực là 0.56 ha. Rồi đây là 4 buồng từ mõm. Các anh chị quan sát cái này là chúng tôi sau cái hình 4 buồng từ mõm rất là nhiều ha. Và đặc biệt là có cái Doppler màu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phổ qua các cái van, nhưng mà cũng nhấn mạnh lại cái hình ảnh của các anh chị thấy Doppler màu của 4 buồng, và đặc biệt nữa là có cái hình Doppler màu của đường ra thắt phải. Các anh chị nhìn cho kỹ để mình có chẩn đoán cho đúng ha. Bây giờ các anh chị lựa chọn đáp án phù hợp nhất. Rồi, chẩn đoán đúng của cái ca này là bệnh Epstein với không lỗ van động mạch phổi cơ năng. Tại sao chúng ta có cái chẩn đoán như vậy? Thì trên hình này các anh chị sẽ thấy là cái van ba lá nó bị đóng thấp. Nó bị lá vách nó bị dính vào trong cái vách liên thất. Và chúng ta thấy cái dòng hở van ba lá này bị hở rất là nhiều. Cái dòng hở nó nằm ở phía sâu ở trong lòng của thất phải. Các anh chị thấy cái dòng hở rất là nặng ha. Và cái tim, bóng tim rất là lớn, phù hợp với một cái chẩn đoán Epstein. Và thêm một cái dữ kiện mà cái hình nãy tôi có nói các anh chị phải nhìn cho kỹ đó, là các anh chị thấy có cái phòng, cái dòng Doppler nó ngược chiều từ cái động mạch phổi mà nó ngược lại vào trong thất phải, nó có màu đỏ đây nè. Thì đó là máu nó không bơm nổi từ thất phải lên mạch phổi, nhưng mà cái van này nó cũng không phải là bít hoàn toàn, cho nên là ở thời kỳ tâm trương máu từ cái ống động mạch nó chạy ngược vô về lại thất phải, gọi là không lỗ van động mạch phổi chức năng ha. Và cũng nhờ cái hình ảnh stick 4D chúng ta sẽ thấy được van ba lá nó bị dính vô trong cái vách liên thất ha. Và cái hình cuối này các anh chị thấy nè, đây là cái hình minh họa để cho các anh chị thấy cái cấu trúc của cái van ba lá nó bị bất thường, nó dính vô trong cái vách của thành thất phải đó ha. Vậy chẩn đoán cuối cùng của ca này là bệnh Epstein và không lỗ van động mạch phổi chức năng. Rồi, xin hết ạ.